Rất vui gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của Công ty Cổ phần Kiến trúc Tân Á. Tôi là Vĩnh đến từ phòng truyền thông và ngày hôm nay có mặt tại thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để giới thiệu quý vị và các bạn một mẫu nhà thiết kế theo phong cách hiện đại. Và phía sau tôi đây chính là nhà của anh An, được chúng tôi thiết kế và giám sát trong thời gian vừa qua. Kính mời quý vị khán giả chúng ta hãy tiến vào bên trong để hiểu rõ hơn về chi tiết công năng cũng như phối cảnh kiến trúc của ngôi nhà. Chào chào bác ạ. Chào, mời chào vào nhà. Dạ. Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là bác Tân, là bố của anh An, cũng là người giám sát và trực tiếp thi công công trình của gia đình. Và hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Tân Á về đây thì lời đầu tiên cho cháu xin gửi lời cảm ơn bác và gia đình đã sử dụng dịch vụ của công ty cháu. À. Thứ hai là cháu có một vài câu hỏi để xin ý kiến và hiểu hơn được tâm tư nguyện vọng của gia đình trong quá trình xây nhà. Câu hỏi đầu tiên cháu xin hỏi là trong quá trình mà bên cháu bàn giao bản vẽ và trong quá trình mà gia đình hoàn thiện và thi công ngôi nhà thì gia đình có gặp khó khăn gì trong quá trình đọc và triển khai bản vẽ không ạ? Quá trình nhận bản vẽ và thi công thì gia đình khi tiếp nhận bản vẽ thì gia đình có nghiên cứu và thấy là bản vẽ rất chi tiết, cụ thể và các thông số kỹ thuật là đầy đủ. Khi mà cùng với thợ để đọc bản vẽ để thi công nữa thì nói chung cơ bản là dễ hiểu, dễ đọc và tiến hành thi công thuận lợi. Dạ. Cho cháu hỏi câu hỏi thứ hai là sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà ấy, thì bác và gia đình cũng có thấy là ưng ý và thấy thiết kế nó phù hợp với lại công năng sử dụng cũng như là phù hợp với kinh tế của gia đình mình đặt ra ban đầu không ạ? Khi xây dựng ngôi nhà sống đó, thì thấy là diện tích thiết kế của gia đình thì không rộng lắm, nhưng thấy ngôi nhà là thoáng mát, cả cái không gian bên trong đó là rộng rãi, thiết kế là phù hợp, cho nên là rất đảm bảo theo tiêu chí đặt ra của gia đình và phù hợp với kinh tế xây dựng của gia đình. Dạ, dạ. Vậy một lần nữa thì cho con xin gửi một lời cảm ơn đến bác và gia đình và nhân đây thì con xin phép là cho con và khán giả được tham quan kỹ hơn về ngôi nhà của mình vừa xây dựng xong. Dạ. Và trước khi tiến vào công năng sử dụng của bên trong ngôi nhà, tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn về tổng quan kiến trúc ngôi nhà. Ngôi nhà của anh An được chúng tôi thiết kế với phong cách hiện đại, kết hợp với hệ mái Nhật với tông màu chủ đạo là tông màu trắng, kết hợp với các cái đường chỉ tăng thêm sự thẩm mỹ cũng như là giúp cho ngôi nhà tạo nên bắt mắt tại một khu vực rất là thoáng mát tại đây. Do diện tích đất rất là hạn chế về chiều dài nhưng mà lại rộng về chiều ngang, vì thế là đã thiết kế cho anh chị một ngôi nhà với diện tích là 8 x 13 mét. Tiến đến khu vực phía cổng của ngôi nhà thì được chúng tôi chia làm hai khu vực cổng. Phía bên phía tay trái của tôi đây là khu vực cổng chính được gia đình sử dụng để đi lại. Với chiều rộng khoảng
2,5 mét thì rất là thuận tiện cho anh chị có thể đi những chiếc xe máy hoặc là những cái phương tiện khác trong gia đình. Đặc biệt chúng tôi còn thiết kế cho anh chị các cái gạch ốp tường ở đây là gạch vân mây để giúp cho công trình có thể là sáng và sạch sẽ hơn. Ở phía tay phải thì được chúng tôi thiết kế gồm một hệ cửa quấn để anh chị có thể là đi ô tô trong những khi mà anh chị đi làm về. Cùng với đó là các cái hệ đèn hắt rất là nổi bật trong khu vực cũng như là vào những cái buổi tối. Anh An có chia sẻ là gia đình anh rất là thích sưu tầm những cái loại cây cảnh, thì ở đây anh có đặt những loại cây cau cảnh rất là đẹp. Đặc biệt trong thiết kế, anh An còn yêu cầu chúng tôi thiết kế thêm những cái hệ lam ở đây để giúp cho ngôi nhà được thông thoáng và nhưng vẫn đảm bảo được sự an toàn cho ngôi nhà. Tiến vào khu vực phía sân thì ở đây anh An có yêu cầu là thiết kế một cái khoảng sân rất là rộng để gia đình có thể là sinh hoạt cũng như là đặt các cái vị trí ô tô ở đây. Chúng tôi cũng thiết kế các cái hệ sắt để làm hàng rào đảm bảo sự thông thoáng cũng như an toàn cho gia đình. Toàn bộ phía trần thì được chúng tôi thiết kế đổ bê tông toàn bộ để giúp cho ngôi nhà có thể vững chắc hơn. Tiến vào khu vực sảnh chính thì ở phía bên này chúng tôi có đặt một hệ cột rất là lớn để tạo nên sự khỏe khoắn cho công trình, kết hợp các cái chỉ âm tường ở đây để giúp cho các cái hệ cột này bớt đơn điệu. Cửa sổ thiết kế bằng hệ nhôm sinh pha rất là thoáng mát, có thể lưu thông được ánh sáng tốt hơn cho phòng ngủ phía dưới. Trước khi bước lên tiền sảnh thì ở đây là gồm có 3 bậc tam cấp, rất là thoải mái trong quá trình di chuyển. Hệ cửa chính được thiết kế gồm hệ cửa 4 cánh, trong đó có 2 cánh phụ kết hợp pano kính tạo ra sự thoáng mát cho gia đình. Vâng, tiến vào khu vực tầng 1 của ngôi nhà thì được chúng tôi thiết kế với công năng là gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 khu vực nấu nướng và 1 khu vực vệ sinh chung. Thì tại khu vực phòng khách được chúng tôi thiết kế với diện tích là 25m², được bố trí tất cả các vật dụng, một bộ bàn ghế lớn như các cái hệ kệ tivi kết hợp các cái hệ lam đứng ở đây. Các cái hệ lam đứng này giúp cho ngôi nhà có thể được phân chia các không gian khác nhau giữa phòng khách và phòng bếp nhưng mà không mất đi cái vẻ thông thoáng của ngôi nhà. Ngoài ra ở đây gồm 2 hệ cửa sổ rất là lớn. Đặc biệt chúng tôi còn bố trí cho anh chị các cái hệ rèm cuốn rất là gọn gàng và rất là bắt mắt. Toàn bộ hệ cửa sổ thì khung bao được sử dụng chất liệu là gỗ kết hợp với hệ nhôm sinh pha giúp cho ngôi nhà có thể lưu thông được ánh sáng cũng như không khí tốt hơn. Cầu thang thì được chúng tôi bố trí ở khu vực giữa nhà giúp cho gia đình có thể di chuyển và sử dụng một cách rất là thuận tiện. Tiến về khu vực phía sau là khu vực phòng bếp của anh chị, được chúng tôi thiết kế bao gồm một hệ bếp hình chữ L, bao gồm đầy đủ công năng của một căn phòng bếp, bao gồm tủ lạnh, chậu rửa, bếp từ, máy rửa bát cũng như các cái hệ hút mùi ở đây rất là thuận tiện. Toàn bộ các hệ tủ ở đây thì được anh An sử dụng là hệ gỗ đỏ rất là sang trọng. Ngoài ra chúng tôi còn thiết kế cho anh một hệ cửa sổ nhỏ ở đây để lấy sáng cũng như là lưu thông được các mùi thức ăn trong quá trình mà vợ anh An nấu nướng. Ngoài ra chúng tôi còn
và bố trí một cái hệ bàn ăn ở đây có thể cho đủ cho 6 đến 8 người ăn. Tiến về khu vực cuối nhà được chúng tôi thiết kế là một hệ sân ướt để giúp anh chị có thể chế biến và sơ chế thức ăn trước khi mà đưa vào khu vực bếp để nấu nướng. Khu vực nhà vệ sinh chung ở dưới này được chúng tôi bố trí với diện tích là vừa phải để anh chị có thể sử dụng, nhưng mà vẫn đầy đủ các thiết bị như bồn cầu và sen tắm cũng như chậu rửa ở đây, rất là thoải mái cho anh chị có thể sử dụng. Phòng ngủ đầu tiên của khu vực tầng 1 là phòng ngủ của bé gái nhà anh, với diện tích 12m2, rất là đầy đủ công năng. Như giường chúng tôi sẽ thiết kế ở khu vực góc này để tạo nên một cái diện tích rất là rộng ở đây để cháu có thể là sinh hoạt và sử dụng, với các hệ bàn học cũng như là tủ quần áo ở đây, rất là thoải mái cho một bé gái có thể sử dụng. Ở ngay phía tay phải của cầu thang là một phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng ngủ của vợ chồng anh chị, được chúng tôi thiết kế rộng hơn với diện tích là 16m2, rất là thoải mái để anh chị có thể đặt những bộ bàn làm việc, giường cũng như tủ. Anh An là một người rất là thích gỗ, vì thế là hầu như tất cả các thiết bị trong hay vật dụng trong nhà đều được anh sử dụng là chất liệu là gỗ. Hệ cầu thang đi lên trên tầng thì được ốp đá tự nhiên kết hợp các cái cổ bậc màu trắng, tạo nên sự nổi bật cho công trình. Hệ tay gỗ thì giúp cho công trình được sang trọng hơn. Ngoài ra không thể thiếu là các cái hệ cửa sổ để ngôi nhà có thể đối lưu ánh sáng được, cũng như là thêm những năng lượng từ bên ngoài vào rất là tốt. Tiến lên không gian tầng 2 thì với công năng là hai phòng ngủ, một phòng thờ, một khu vệ sinh chung cũng như là một khu giặt phơi riêng ở đây. Tiến về phía cuối của căn nhà được chúng tôi thiết kế một hệ cửa để không khí trong nhà có thể đối lưu được tốt hơn. Một khu vực vệ sinh rất là rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị. Anh An có chia sẻ là sau anh sẽ đặt một cái bồn tắm lớn ở đây để cho chị có thể sử dụng sau khi mà đi làm về. Tiến về phía trước ngôi nhà thì đây là một phòng ngủ đầu tiên của tầng 2. Thì do anh chị chưa sử dụng thì anh chị đang tạm để làm một cái nhà kho của khu vực này. Đặc biệt là anh An thiết kế một cái căn phòng rất là rộng ở đây để làm khu vực giặt phơi, để anh chị có thể phơi những cái đồ mà sau khi mà giặt ở đây. Ngay sau khi bước lên khu vực cầu thang thì là một khu vực sinh hoạt chung ở đây, được anh bố trí một hệ sofa rất là thoải mái, cùng với đó là các cái hệ cửa mà không thể thiếu cho trong thiết kế của Tân Á, rất là thoải mái đúng không quý vị. Khu vực đi ra ban công như phòng thờ và một phòng ngủ đây. Đây cũng là một phòng ngủ cho anh chia sẻ là sau này sẽ sử dụng cho khách, và anh đã chuẩn bị các cái hệ đệm ở đây để khách có thể ở lại để nghỉ ngơi rất là thoải mái. Khu vực phòng thờ được chúng tôi bố trí hợp với vị trí phong thủy của anh An, quay ra phía chính diện của ngôi nhà, cùng với đó là các hệ cửa rất là lớn ở đây, rất là thoáng mát. Tiến vào khu vực ban công thì một khu vực ban công rất là lớn ở đây, được bác Tân, bố anh An chia sẻ là sau này ông sẽ dựng một khu vực để ông có thể trồng lan. Khu vực này rất là hợp lý để bố trí một khu vực trồng lan, cũng như là tạo một cái khu vực sân vườn ở đây để cho gia đình có thể sinh hoạt cũng như vui chơi ở khu vực trên này. Toàn bộ hệ lan can thì được chúng tôi sử dụng lan can bằng kính cường lực kết hợp với lại sắt phun tĩnh điện.
không mất đi vẻ hiện đại nhưng mà vẫn tạo nên một cái sự thông thoáng và bắt mắt cho công trình. Toàn bộ hệ gạch ở đây là chúng tôi sử dụng là hệ gạch nhám. Để mỗi khi mà trời mưa thì khu vực này nó không bị trơn trượt. Hệ mái Nhật được chúng tôi thiết kế rất là tỉ mỉ và phù hợp độ dốc để nước mưa không thể đọng và tạo nên ẩm mốc. Cùng với đó là hệ mái đổ bay ra giúp cho công trình được bền hơn. Phía dưới là khu vực chúng tôi thiết kế các cái hệ đèn downlight giúp cho ngôi nhà có thể lung linh hơn vào những cái buổi tối. Và vừa rồi là chi tiết công năng sử dụng của gia đình anh An. Quý vị khán giả mong muốn sở hữu những ngôi nhà đẹp thì hãy truy cập vào website nhadaptana.vn hoặc hotline của công ty. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.